Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ những ngày gần đây, nắng nóng hầm hập khiến cho người dân cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết trong những ngày tới, nắng nóng bắt đầu giảm cường độ tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Nam Bộ nói chung và mưa cũng xuất hiện trở lại. Sáng ngày 24 tháng 4, đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, ngày 25 tháng 4, nắng nóng vẫn xảy ra diện rộng với Nam Bộ nhưng sẽ giảm nhẹ cường độ, cao nhất dao động từ 35 đến 37 độ C, miền Đông có nơi trên 37 độ C. Cũng theo đơn vị này, sang đến ngày 26 tháng 4, nắng nóng tiếp tục giảm cường độ, miền Tây chỉ còn xảy ra vài nơi. Hai ngày 25 và 26 tháng 4, mưa sẽ gia tăng trở lại. Theo đó, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối và đêm, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông, đề phòng lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin. Đợt này, nắng nóng đang xảy ra rất mạnh ở Thái Lan, Ấn Độ, nhiều nơi trên 40 độ C. Còn tại Việt Nam thì Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An cũng từng trải qua nhiều đợt, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 41 độ C. Tuy nhiên Nam Bộ chưa năm nào vượt qua 41 độ C. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện không khí lạnh tăng cường xuống Bắc Bộ, áp thấp nóng phía Tây suy yếu, trên cao áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ vẫn duy trì hoạt động với cường độ mạnh.